Công an thành phố Hồ Chí Minh phá nhiều băng cướp giật manh động. Theo đại tá Trần Văn Hiếu, trưởng phòng cảnh sát hình sự CSHS, Công an thành phố Hồ Chí Minh, tội phạm đường phố hiện đang chiếm tỷ lệ cao, gần 70% trong cơ cấu tội phạm hình sự. Mới nhất, vào sáng mùng 5 tháng 2, phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an quận 3 bắt một đối tượng táo tợn cướp giật điện thoại iPhone 13 Pro Max. Trước đó, anh Nguyễn Trường Sơn, 40 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, đã tới cơ quan công an trình báo. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 khi đang đứng trước địa chỉ số 100 Trần Quốc Toàn, phường Võ Thị Sáu, quận 3, anh bị một thanh niên đi trên một chiếc xe máy hiệu Yamaha Luviad, sau đó cơ quan công an xác định biển số 77M102186, cướp giật chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max. Tới ngày 4 tháng 2, lực lượng phối hợp đã bắt giữ được đối tượng này. Tại cơ quan công an, Võ Phú Quý, 33 tuổi, thường trú phường 9, quận 6 và mang chiếc điện thoại cướp giật được bán cho Nguyễn Kim Hậu, 49 tuổi, thường trú phường 9, quận 6 với giá 8 triệu đồng. Công an đã tiến hành tạm giữ đối tượng Hậu về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Võ Phú Quý khai nhận từng có 2 tiền án, một tiền án về tội giết người và một tiền án về tội cướp giật tài sản. Công an quận Tân Phú cũng đã triệt phá 2 băng cướp giật tài sản. Từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay, hai nhóm này đã thực hiện chót lọt tổng cộng 17 vụ cướp giật tài sản. 3 vụ gần nhất được chúng thực hiện trong các ngày mùng 3 và mùng 8 Tết. Vào ngày mùng 4 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Nguyễn Hồng Ngọc Vinh, 22 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Nguyễn Quốc Hùng, 18 tuổi, ngụ quận Bình Tân, biệt danh Bách, và Lưu Tấn Lộc, 21 tuổi, ngụ quận 11, biệt danh Đen, để điều tra làm rõ tội danh cướp giật tài sản. Vào trưa ngày 24 tháng 1, mùng 3 Tết, Vinh, Hùng, Lộc đi 2 xe máy gắn biển số giả chạy lòng vòng ở nhiều tuyến đường. Khi đến đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, nhóm này phát hiện chị Ngọc Đức, 49 tuổi, ngụ quận Tân Phú, đeo túi sách, ngồi sau xe do con trai điều khiển. Vinh liền áp sát, cướp giật chiếc túi sách trên tay người phụ nữ rồi tháo chạy. Phía sau, nhóm đồng phạm cũng phối hợp làm nhiệm vụ cản địa. Trên đường tháo chạy, khi đi qua giao lộ đường Phú Thọ Hòa, Hoàng Ngọc Phách, phường Phú Thọ Hòa, Vinh tiếp tục phát hiện chị Thuận, 38 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đeo túi sách ngồi sau xe máy người em nên bám theo. Khi xe chở chị này vừa rẽ vào giao lộ, Vinh áp sát giật chiếc túi rồi bỏ chạy, phía sau hai đồng phạm cũng đè theo. Chị Đức trình báo, tài sản bị cướp gồm 13,5 triệu đồng, iPhone 11, còn chị Thuận là khoảng 2 triệu đồng và 200 USD. Điều tra, Công an quận Tân Phú xác định nhóm này đã gây ra nhiều vụ cướp giật trước Tết ở địa bàn quận Tân Phú, quận Bình Tân. Công an đã bắt Vinh và hai đồng phạm. Vinh khai là bạn bè quen biết từ trước với Lộc, Hùng. Vinh có vai trò cầm đầu, sử dụng xe độ chế có phân khối lớn, dán đê can biển số giả, trực tiếp cướp giật trên đường. Hùng và Lộc đi 2 xe máy khác có nhiệm vụ chạy theo sau để cản địa cho đồng phạm tẩu thoát. Trong quá trình điều tra nhóm này, đội cảnh sát hình sự, Công an quận Tân Phú cũng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh truy đuổi, bắt 2 nghi phạm cướp giật và mở rộng bắt thêm 6 người liên quan. Nhóm này khai đã thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Tân Phú. Ngày 3 tháng 2, Công an quận 5 cũng đã tạm giữ hình sự với Võ Huỳnh Duy, 28 tuổi, ngụ phường 13, quận 8, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 2, chị T đang ngồi trên lề đường trước cửa hàng số 62 Hải Thượng Lạn Ông, phường 10, quận 5, sử dụng điện thoại thì bị Duy chạy xe máy biển kiểm soát 59L341053. Từ phía sau vượt lên rồi dùng tay trái giật được chiếc điện thoại di động. Chị T chi hô và dùng tay nắm chặt đuôi xe, khiến tên cướp té ngã xuống đường. Duy vùng thoát bỏ chạy nhưng bị tổ tuần tra công an phường 10 báo cho tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận 5 đang mật phục ở chân cầu Trà và hỗ trợ vây cùng tăng vật. Theo đại tá Trần Văn Hiếu, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát hình sự nói chung và hình sự đặc nhiệm nói riêng phối hợp cùng công an quận, huyện đã thực hiện công tác tuần tra mật phục hiệu quả, liên tiếp trấn áp, bắt gọn tội phạm xâm phạm sở hữu trên đường phố ngay khi vừa gây án.